Rồi, xin chào tất cả anh chị các bạn nhé. Đây, hôm nay dụng cụ du lịch đã quay trở lại. Thì sau khi giới thiệu cái mẫu đèn laser công suất cao tia xanh dương 808 này, có một số anh em hỏi là có mẫu nào xịn hơn không, cao cấp hơn chút xíu. Thì đây là có cái mẫu này, laser 810 đó. Thiết kế nó giống như cái súng 6 nòng vậy mến chị các bạn ha. Ok, nó là cũng là công tắc ở đuôi đèn luôn. Ok rồi, đây thiết kế cầm khá là đầm tay. Nhỏ gọn thôi anh chị các bạn. Nó ngắn hơn 808 nhưng mà nó cầm nó im tay hơn, nó to hơn. Ok, bây giờ mình cùng nhau ra ngoài test nha. Đây. Đó, bầu trời hôm nay khá là đẹp. Có trăng luôn anh chị các bạn. Ok nha. Rồi bây giờ mình cùng nhau test thử nha anh chị các bạn. Đây. Đây nha anh chị các bạn mình ha. Đó. 808. Ok nha, tia xanh dương chiếu cực kỳ xa luôn. Buổi tối anh em đi biển chiếu là tính cây số nha. Đó, 3-4 cây số là chuyện bình thường. Ngoài biển là vô hạn mà, đâu có điểm dừng đâu. Mình chiếu mình cảnh báo tàu thuyền từ xa. Đó, đây nha, quá đẳng cấp luôn, quá dữ luôn. Đó, laser công suất cao là mình chiếu khoảng tầm 15-20 giây mình tắt nha. Tắt xong mình mở lại chứ không chiếu liên tục. Chiếu liên tục là nó sẽ nóng cháy diode nha, tự đốt cháy luôn, bởi vì công suất cao mà. Mẫu này đốt cháy được giấy nhựa gỗ luôn. Anh em nào sưu tầm hoặc là đi biển dùng làm cảnh báo tàu thuyền hoặc là công trình xây dựng hướng dẫn thuyết trình từ xa có thể sử dụng mẫu này nha. Tia xanh dương công suất cao đốt cháy giấy nhựa gỗ luôn. Đó, clip thực tế cho anh em mình quan sát luôn nha. Anh em nào quan tâm thì alo nha, 0817 884482, hoặc là liên hệ qua số 0901 980074, thì có Zalo luôn. Anh em nào cần tư vấn hay là thắc mắc gì cứ liên hệ, shop sẽ giải quyết cho anh chị bạn mình ngay lập tức nha. Đó, có ship code tận nơi cho anh chị bạn nào có nhu cầu luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh chị bạn buổi tối vui vẻ. Nhớ đừng quên like và đăng ký kênh để cập nhật những mẫu đèn laser xịn sò của shop nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh em quan tâm thì hãy nhấp like và subscribe nhé.